Để nhúng vào cà phê á? Hay để làm gì? Anh quê thật chị, cà phê này là người uống cà phê sẽ được bé mèo. Uống một cốc thì được bé một con. À, thế có nghĩa là vừa uống nước xong lại là vừa bế mèo lên như thế này à? Đúng rồi đấy. Ai yêu thú cưng sẽ thích cà phê của em. Ở đây có gì mà nhộn nhịp, náo nhiệt vậy? Lại đây, lại đây. Hôm nay em Cam mới mở quán cà phê, gọi là cà phê mèo đây này. Cậu đến ủng hộ đi, nhanh lên không em ấy đang buồn đây. Ok. À, cà phê mèo à? Mimi. Em Thỏ ơi, em có thích uống cà phê không? Uống ngọt đi. Bây giờ nha, để anh mua một ly nha. Em Cam bán cho anh một cái cốc nước nào ấy, nó uống vào nó phải tỉnh cả ngủ ấy, mà nó phải sảng khoái, nó vui vẻ lên ấy, chứ anh buồn ngủ lắm. Gì mà chóng lên cả mặt thế? Thế này nó mới chuyên nghiệp. Đây nước của anh đây. Ôi, trông lại nhiều bọt bọt cậu ơi. Hay chưa? Trông đẹp mắt phết nhỉ. Nó ra màu như màu nước táo ấy. Cái vị nó... Cậu? Vị nó chát chát, đắng đắng. Nó kiểu gì ấy? Trông thì rõ đẹp, mà sao? Ôi. Cái gì thế? Cái gì đây? Cái gì đâu? Trong cốc nước này này. Cốc nước làm sao cơ? Có cái con gì nó nổi nổi lên này. Đâu? Ui ui. Con gì đây? Con người. Ui giời ơi, không thể chấp nhận được. Sao lại có cả ruồi ở trong cống nước thế này hả Cam? Ôi tôi chết rồi, chắc là con người nước bán rồi. Thôi để em bán hàng. Bán hàng như em Cam thế này thì chết. Ta luôn cho chị đi, chị đợi từ sáng tới giờ rồi đấy. May mà có mấy con mèo này nó ra nó chơi, đỡ buồn hẳn. Đây đây, có ngay đây. Mua rồi đây. Chị cho uống ly này. Làm gì có ai pha chế kiểu như em Cam nhỉ các bạn nhỉ? Ai lại pha xong lại dùng tay khoáng khoáng như thế này?
anh thử. Em vừa tay kia nắng rồi mà. Tay lại còn đưa lên mũi ngoáy ngoáy, xong lại còn chấm vào nước của khách. Dạ ơi, như thế này á thì không ai á dám uống nước của nhà em Cam đâu. Cà phê mèo á thì được mỗi mấy con mèo ngoan, chứ còn nước nôi như thế này á là không ổn đâu. Mà mèo nhà em Cam á bé quá cậu ạ. Bé như thế này đã mang ra kinh doanh rồi. Bình thường các cái quán cà phê mà có mèo này này, chị thấy á, người ta toàn có mèo to thôi. Ôm nói đã, bán cà phê kiểu này thì không ổn đâu. Thế bây giờ em phải làm như thế nào? Em chỉ muốn kiếm tiền thôi mà. Anh thấy á, ở ngoài kia kìa, người ta có một cái quán cà phê cũng là toàn mèo này. Mèo, toàn mèo to thôi. À, hay là bây giờ anh dẫn em Cam đi tham quan mô hình của người ta, không thì về nhà mà mở quán cho nó đàng hoàng. Đây này, đến rồi em Cam ơi. Ô, có cả cây nước tự động này. Đây không phải là cây nước. Thế nó là cái gì vậy? Ấn vào đây là nó tòi dép ra. Oh. Đây là máy bán dép tự động à? Hiện đại thật đấy. Vào trong này Cam ơi. Wow. Ơ, đằng sau cậu có cái hộp gì kìa? Có hình con mèo. Đây đâu kìa nè. Cho mèo. Ừ. Trong đây còn bán cả kem cho mèo á. Ồ. Nhà em Cam có không? Em còn chẳng có cái mà ăn nữa con mèo. Thế thì không bằng ở đây rồi, đi vào đây xem nào. Có cả những cái cây lăn lông. À, để mèo rụng lông ra nhiều chúng mình sẽ lăn đúng không? Đúng rồi. Cam ơi nhìn này mèo này. Ui, mèo to chưa? Wow. Bạn này ngoan thế. Nhìn bạn này như mèo mướp ấy. Không, bạn này là bạn á, lông dài đấy. Mèo Tây à? Đúng rồi, mèo Tây đây, lông dài. Cái đuôi cũng xù to luôn. Lại đây, lại đây. Tớ còn phát hiện ra ở đây có cái gì này. Cái gì có? Ủa, đây là cái gì vậy? Đây hình như là những cái đồ chơi cho mèo đấy. À, các cái lông mèo này sẽ vẩy 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 và những con mèo đó sẽ nghịch đúng không? Đúng rồi, những cái con mèo ấy nó rất thích chơi mấy cái đồ này. Ồ, thế thì ở bên trong này tớ phát hiện ra có cả chăn này. Chăn đắp cho mèo á? Chu đáo thật đó. Ở đây người ta còn có cả mấy bàn bóng cơ. Cái này là cũng là đồ chơi cho mèo đấy. Ừ. Bên trong này hình như là sẽ để một ít thức ăn, sau đó lăn là mấy con mèo sẽ chơi đấy. Phải gọi đây là bóng thưởng các bạn ạ. Để em lấy một quả nhé. Xoay mạnh vào. Đây này, à nó rơi ra cái lỗ này này. Bây giờ em sẽ ra cho con mèo chơi. Mèo ơi chơi đi này. Nó đuổi theo quả bóng kìa. Ồ, hình như là nó không thích thì sao ấy. Đây, phải để đây này, em Cam nhìn lại đấy. Ơ, của em nè. Uh-huh. Anh bóc ra cho bạn ý ăn nhé. Đưa đây anh giúp xem nào. Xoay cái này thật mạnh vào. Xoay, không được. Đập này. À, ra rồi. Bên trong có mấy là miếng thịt. Viên gà sấy đó, không phải miếng thịt. À. Mà người ta sấy gà thành viên gà khô ấy. Đây, một bạn mèo đến rồi này. Ăn đi. Ồ, nhìn bạn ý ăn ngon lành chưa kìa. Chắc bạn ý rất là thích đó. Mèo rất thích ăn thịt gà đấy. Ở đằng này cũng có mấy bạn mèo nữa cơ Cam ơi. Uầy, bạn này to mà đẹp chưa. Ôi, cái bụng bạn ý toàn màu trắng thôi. Ăn thịt này. Đấy, bạn ấy thích ăn lắm đấy. Nhưng bạn này. Ui, thêm một bạn nữa này. Ủa, giống nhau vậy. Như kiểu là hai anh em sinh đôi. Đúng rồi, đều có màu trắng và màu gọi là ghi xám, ghi. Màu xám. Bạn này cũng rất thích ăn nha. Đấy, quán cà phê mèo ấy, nó phải nhiều mèo to như thế này cơ mà. Nhím ơi, Cam ơi, các bạn có biết quán cà phê này người ta bán nước như thế nào không? Bán như thế nào? Ở trong căn phòng nhỏ xinh này nè, có rất nhiều loại đồ uống và những cái cốc giấy. Ở đây nước chúng mình sẽ tự phục vụ. Ai thích uống nước gì thì lấy nước đấy. Ui, có trà như... này và sữa đậu nành. Phải nhiều món như thế này. Đúng chứ. Đúng rồi, có chứ... cả cà phê này, nước cam này. Great. Trà bù cho của em Cam. Nhìn này, một khay, bao nhiêu thích chọn cái gì thì chọn. Mát lạnh luôn. Mình sẽ lấy cái nước lon nước này. Ô, có cả sữa chua uống nhé các bạn ơi. Sữa chua rồi là sữa uống rồi là coca rồi là nhiều lắm. Bây giờ tôi sẽ rót cà phê nhá. Nhìn nè, đây chính là một chiếc máy pha chế cà phê tự động đó. Đây nhà em phải học tập mô hình này với rùa. Ở cái chỗ này ha, người ta còn có cả mấy cái ghế đung đưa thư giãn này này. Ngồi vào đây. Em phải mua ghế này này thì mới thích. Đấy, ngồi vào đây này xong là ôm trên tay một bé mèo à thì có phải tuyệt vời không? Xung quanh nha lại còn có cả kệ sách này. Xem nào, sách gì nào? À, đây là truyện tranh. Truyện tranh đọc thư giãn.
xin chào bạn mèo. Hình như là bạn mèo này vừa mới ngủ dậy xong, đang ngái ngủ các bạn ạ. Trên đây là mấy cái giường chuyên cho mèo nằm đấy. Phía này tớ cũng phát hiện ra có rất nhiều truyện tranh. Nhìn này, đó, những quyển truyện này á, chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ rất là thích. Vừa đọc truyện, ngồi đây thư giãn, vừa uống nước, còn gì tuyệt vời hơn. Tớ bắt được một bạn mèo vàng rồi này. Lông dài ơi là dài, mềm ơi là mềm. Ồ, ở dưới ghế của em Cam cũng có một bạn mèo đang ngủ. Bạn này ngủ cực kỳ say luôn. Đấy, ui dễ thương thế, người trắng muốt. Đúng rồi, phải mèo to như thế này ôm mới đã. Lại đây các cậu ơi, tớ còn phát hiện ra ở góc này ba bạn mèo đang nằm ngủ cơ. Các bạn đang trốn vào một góc để ngủ đấy. Ồ, nhìn bạn mèo này á, cái khoang vằn như con hổ vằn ý. Ồ, dậy rồi, dậy rồi. Vươn vai nào. Ồ, ở đây đúng là thích thật, em không muốn về nữa đâu. Có một bạn mèo đang nằm ngủ rất là say trên này các cậu ơi. Wow. Nhìn bạn mèo này trông lạ chưa? Bạn ấy vươn vai kìa. Ô, thế nhưng mà Trang ơi, cậu nhìn này, bạn mèo này sao mặt mũi với cả tai bị đen hết rồi. Đúng rồi, cái mũi này đen xì luôn, hai tai cũng vậy. Hay là bạn ấy hay ăn vụng nhỉ? Nào để tớ thử bế bạn mèo này xem nào. Ui, bạn này người to mà dài thật đấy. Nào để tớ thử vuốt ve bạn nhé. Ngửi tí nào, ui, lại còn thơm nữa cơ. Có một bạn mèo đang tự mò lên khu đồ chơi để tự lấy đồ chơi chơi này. À, đang chọn đấy. Chọn cái quả bóng đấy à? Bạn mèo ơi, đừng nghịch như vậy. Như thế sẽ làm rơi hết đồ đấy. Đúng rồi, để tớ để lại cái món đồ chơi này vào đây nha. Úp, bạn mèo này cái tai buồn cười thật đó. Chào tạm biệt các bạn mèo, chị em nhà tớ phải về rồi. Đúng rồi đấy, đến giờ đi về rồi các cậu ơi. Ôi, em Cam đừng bí mật vào như thế, lông mèo sẽ bám vào mặt đó. Bye bye.